Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Mời quý vị theo dõi bối cảnh chính trị dưới thời đệ nhị Cộng Hòa với những luật báo chí của chính phủ đã ảnh hưởng đến hoạt động báo chí như thế nào, và cũng để tưởng nhớ đến những nhà văn, nhà báo đáng kính đã hy sinh trong giai đoạn mở đường của nền tự do ngôn luận và báo chí của miền Nam Việt Nam dưới hai chính phủ Cộng Hòa, qua phần 7 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa về lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa, cộng đồng người Việt tị nạn với nhà báo Phạm Trần do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Cái nền báo chí thời đệ nhị Cộng Hòa rất là lung tung. Lung tung ở cái chỗ là có nhiều báo quá. Nên nhớ rằng là khi mà Tổng thống Thiệu lên cầm quyền, sau khi mà đã có những cuộc bầu cử Tổng thống, và ông Tổng thống Thiệu làm Tổng thống, ông cụ Trần Văn Hương làm Phó Tổng thống, vân vân, chính phủ cũng thay đổi liên miên, ảnh hưởng của quân đội rất nặng, ảnh hưởng của Hoa Kỳ rất nặng, ảnh hưởng của cuộc chiến cũng rất nặng. Thế thì ông Tổng thống Thiệu đưa ra cái đạo luật 69, tức là năm 1969, để kiểm soát báo chí. Thì lúc đó báo chí bắt đầu co lại, đôi khi hỗn hào đối với các lãnh tụ đó, thành ra chúng tôi lại bắt đầu co ro, lại bắt đầu có những cái vụ mà báo chí tự kiểm duyệt. Kể cả đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đều không có cái đạo luật nào mà nói là kiểm duyệt báo chí cả, cho báo chí được tự do viết, tự do nói và tự do kiểm duyệt. Thành ra một thời gian dài, báo chí Sài Gòn dưới thời đệ nhị Cộng Hòa có những cái hàng chữ tự ý đục bỏ báo chí phát hành vào buổi chiều, trắng xóa. Có những cái bản tin của tôi thời đó xuất hiện trên 8 tờ báo đều bị đục bỏ hết, tờ nào cũng trắng xóa hết. Thành ra người dân họ không hiểu là những cái tờ báo đó bị đục bỏ vì lý do gì. Nhưng mà đối với các ông chủ báo cũng như ông quản lý đó, họ khôn lắm. Họ in trước, họ cứ phát hành, và họ vẫn nạp bản trước 2 giờ, trước khi in. Nhưng mà thật sự trong thời gian nạp bản đó để cho Bộ Thông tin đọc kiểm duyệt đó, thì ở nhà đã phát báo đi rồi. Thành ra người dân, một số dân thành phố hay là các tỉnh lân cận Sài Gòn, Gia Định như là Biên Hòa chẳng hạn, vẫn có báo đầy đủ để đọc. Thành ra báo chí lúc đó nó không có ra một cái nề nếp gì cả, mà nói một cách bình dân hoặc là nói một cách nó không có lịch sự thì nói là một cái nền dân chủ nửa vời. Báo chí cũng dân chủ nửa vời. Người làm báo cứ viết gì thì viết, rồi ông chính quyền muốn đục bỏ thì đục bỏ, rồi ông chủ báo cứ in ra trước khi đưa báo đục bỏ phát hành, cứ việc làm. Nhà phát hành vì cái lợi nhuận của họ, họ vẫn phát hành báo để mà bán, kể cả những tờ bị đục bỏ hay là những tờ đã được in lậu phát hành rồi. Thành ra cái tình trạng chung từ năm 1964 cho đến năm 1975 nó lung tung toàn diện về vấn đề sinh hoạt báo chí. Dạ thưa, trong cái hoàn cảnh dĩ nhiên như vậy thì thưa ông, có những tờ báo hay những vị chủ nhiệm hay ký giả nào mà cho ông một cái ấn tượng
quý trọng là những người mà theo đuổi nghiệp làm báo vì lý tưởng phục vụ truyền thông, góp phần vào cái chuyện giữ vững cái sự cái tinh thần tự do đó, trong vấn đề ngôn luận. Cái người đầu tiên mà tôi kính phục thì cả nước Việt Nam đều biết, đó là nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam. Ông ủng hộ chứ không trực tiếp tham gia, ủng hộ cuộc đảo chính năm 1960 của đại tá Nguyễn Chánh Thi và trung tá Vương Văn Đông. Ông đã bị bắt nhưng mà rồi được thả và giam tại nhà 2 năm. Đến năm 1963 thì ông được lệnh phải ra hầu tòa án quân sự. Mà ai cũng biết là khi ra tòa án quân sự là nhà văn Nhất Linh sẽ bị bỏ tù, bị có thể bị đẩy ra Côn Đảo, là cái nơi mà gọi là ngục hình, người Mỹ sau này gọi là Tiger Case, chuồng cọp. Thì nhà văn Nhất Linh đã tự vẫn để phản đối, để phản đối cái chính sách đàn áp tự do dân chủ, đàn áp các nhà văn, đàn áp các nhà báo, đàn áp nền dân chủ non dại của thời đại nhất Việt Nam Cộng Hòa. Là vì chính nhà văn Nhất Linh là cái người chống chính quyền Ngô Đình Diệm đã gặp rất nhiều khó khăn, và ông phải tự vẫn để ông ấy phản đối. Đây là một cái bài học cho thế hệ sau này. Thế thì khi mà đệ nhị Cộng Hòa lên thì cái luật báo chí năm 1969 cho phép cái người làm báo được quyền ra báo, miễn là có một cái văn bằng hay là có kinh nghiệm từng làm chủ nhiệm hay chủ bút. Thành ra cái luật 69 lúc đó nó mở cửa cho báo chí dễ thở hơn thời đệ nhất Cộng Hòa, và sau một vài năm thời ông Dương Văn Minh và ông Nguyễn Khánh. Thành ra báo chí thời ông Nguyễn Văn Thiệu, cái luật 69 đó nó mở cửa cho làng báo, nó mở cửa cho sự xâm nhập của thành phần được gọi là thứ ba. Xâm nhập của thành phần thứ ba là vì thứ ba đó họ nói là họ đứng giữa chứ gì, đứng giữa phe Cộng sản và đứng giữa Việt Nam Cộng Hòa để họ hòa giải dân tộc. Thành ra lúc đó mới có cái chuyện Hội đồng Quốc gia Hòa giải Dân tộc ở trong cái Hiệp định Bale năm 1973. Nhưng mà không có hòa giải được ai cả. Chính những người đó, nói một cách công bằng, đã có nhiều hành động làm lợi cho bên phía Cộng sản. Là vì những cái cuộc xuống đường cũng có lực lượng thứ ba dính vào. Mặc dù là ông Dương Văn Minh là cái người đứng, coi như là đứng làm bung sung cho cái lực lượng thứ ba, nhưng mà đứng đằng sau đó là khối Phật giáo đấu tranh chống Hoa Kỳ và chống Việt Nam Cộng Hòa. Khối Phật giáo đấu tranh không hề công khai chống Việt Cộng. Cái điều đó là cái điều ai cũng biết. Không phải là tôi nói ra để mà gọi là bôi nhọ Phật giáo. Nhưng mà một số hành động quan trọng chính trị ở Sài Gòn có lợi cho bên phía Việt Cộng, xâm nhập, đưa người xâm nhập vào trong làng báo Sài Gòn. Và tôi biết có những người nhà báo thân Cộng hay hoạt động cho Việt Cộng đã có mặt ở một số tờ báo, và những người đó về sau cũng bị bắt và về sau rồi cũng qua đời. Họ cũng còn là những cái người nhà báo nổi tiếng. Thế rồi xảy ra những cái vụ ám sát mà cho đến bây giờ mình cũng không có hiểu là do ai gây ra. Thì năm 1965 xảy ra cái vụ ám sát nhà báo Từ Trung của báo Chính Luận. Nhà ông ở gần đường cái khu bên trên ngã bảy Sài Gòn.
ông đi làm buổi trưa về và mới vừa xuống xe thì bị bắn ngay trước cửa nhà, chết. Cái vụ án đó nó gây xúc động, gây rung động làm báo Sài Gòn. Thế rồi chưa hết, cái tôi nhớ hồi đó đám tang của nhà báo Từ Trung, cả hàng ngàn người đưa đám, là vì nhà báo Từ Trung cùng với ông chủ nhiệm Đặng, bác sĩ Đặng Văn Sung, và một nhóm người ở trong báo Chính Luận là những người của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thành ra Việt Nam Quốc Dân Đảng đi đám tang đông lắm. Thanh niên, sinh viên yêu thích tờ Chính Luận, yêu thích ông Từ Trung mà tham gia đi đám tang rất đông. Cái vụ đó nó nguôi đi một thời gian. Đến năm 1967 xảy ra vụ ám sát ông Chu Tử, ám sát hụt ông Chu Tử, chủ nhiệm báo Sống. Ông Chu Tử, nhà văn Chu Tử, ông ấy vừa bước ra khỏi nhà, lên xe để đi đến tòa soạn vào buổi sáng. Ở ông nhà ông ở Phú Nhuận, ông ấy vừa ra khỏi nhà thì bị một thanh niên chĩa súng bắn vào cửa xe. Ông ấy bị thương nặng. Rồi cái người đó nhảy lên một cái xe Honda ở gần đó, chạy mất tiêu. Vụ án Từ Trung, vụ án Chu Tử không tìm ra manh mối là phe nào đã giết hai nhà báo đó, mà hai nhà báo đó không có thù oán gì với ai cả. Hai nhà báo đó hoàn toàn độc lập và là những người nhà báo đứng đắn, được mọi người quý mến, được độc giả kính trọng, được anh em làm báo của chúng tôi hết sức là kính nể, là bởi vì họ là những người hiểu biết, họ là những người đào hoa. Đó, thành ra hai cái vụ án đó làm xáo trộn làm báo Sài Gòn. Từ 68 trở đi, tức là khi mà xảy ra vụ tấn công Mậu Thân đó, thì làm báo Sài Gòn lại lung tung hơn nữa.